Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trời nhé. Hôm nay em sẽ test và nấu thử con Joji Oxy tách đường. Và hiện tại bây giờ em đang nấu ở chế độ cơm cháy, đã về chế độ hâm đây. Đó, Joji Oxy tách đường, con này 2017, nó có mã là LP-IB10. Trước này thì dòng nồi VIP của Joji Oxy nhé các bác nhé. Đó, ngoài hình rất là đẹp, mặt không hề bị xước, màu lâu cà phê. Nhìn nó bóng đẹp, nôm một nít ạ. Ngay sau đây thì em sẽ mở ra và kiểm tra xem chất lượng cơm nào nhé các bác nhé. Đó, nồi rất là nhiều hơi. Cơm cháy đấy. Có nhìn cháy ạ, cháy rất là vàng kìa. Đó, các bác nhìn cháy ạ, cháy vàng cực kỳ là ngon. 1 tảng cháy rất là lớn luôn. Đây các bác nhìn này. Tảng cháy rất là lớn này. Đó, nồi này nồi cao tần áp suất nhé, cao tần áp suất của Joji Oxy. Thì nồi này có chế độ tách đường, các bác có thể là chọn chế độ theo là 1, 2, 3. Đấy, tách ít này, trung bình này và tách cao này. Đó, dành cho những người đang ăn kiêng do gần như mới. Và em sẽ thử xem là cái chất lượng cơm thế nào nhé. Cái cháy của nó thì các bác sẽ thấy rằng nó là một lớp cháy rất là vàng và đẹp. Và cái thứ hai nữa là cái cơm của nó này, cái hạt cơm thì các bác sẽ thấy rằng là nó sẽ không có bị lở quá là to. Đó, các bác không thích ăn cơm cháy thì các bác có thể nấu chế độ nấu ăn ngon, nó rất nhiều chế độ nó khác nhau. Còn nấu cơm cháy này nó ở 69 phút, gần 70 phút nhé. Đó, hạt cơm này không bị lở bung ra này, rất đều và ngon này. Cơm rất là có độ mềm, rất là mềm. Và cái hai là các bạn sẽ cảm giác có độ nó hơi dai dai một chút. Đó, cơm nó rất là tuyệt vời. Và nó có độ ngọt nhất định. Cao tần áp suất. Đó, rất nhiều cái chế độ nấu ở đây. Rồi ok. Bác nào ưng mã này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Đó, thì cựa lồi hoạt động hoàn hảo, đã tép chín ngon cơm. Các bác mà muốn chỉnh theo chế độ tách đường ấy thì đây. Đó, theo chế độ 1, 2, 3 đây. Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn.